theo dòng chuyển động của đất trời, 100 năm ấy, một đời người ta, một đời người thật dài nhưng cũng ngắn ngủi so với quy luật của đất trời. Cuộc sống theo lẽ tự nhiên của vạn vật, lá vàng đến độ lìa cành. Cuộc đời của một con người nào ai cưỡng được định mệnh và quy luật của tạo hóa, sinh có hạn, tử bất kỳ. Chính quy luật đó đã cướp đi khỏi vòng tay nhân ái, yêu thương của gia đình, người cha yêu dấu, người ông thiền từ mẫu mực, người đồng chí đồng đội thủy chung son sắt, để lại nỗi đau thương vô hạn nơi trần thế, đặc biệt là nỗi đau mất cha của người con gái nơi hải ngoại còn xa cách ngàn trùng. Những năm tháng sống nơi nương thế, ông Vũ Xuân Chiêm là một người mẫu mực. Thuở nhỏ, ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Vào những năm 60 khi cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đang thời kỳ ác liệt nhất, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu, tạm biệt quê hương yêu dấu, ông chia tay bố mẹ, các anh chị em cùng họ hàng, làng xóm. Chàng thanh niên quê Thanh Ba Phú Thọ tràn đầy nhiệt huyết lên đường nhập ngũ vào tiểu đoàn 14, sư đoàn 320, đại đoàn Đồng Bằng Anh Hùng, thẳng tiến vào miền Nam tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Ông là người chiến sĩ kiên cường dũng cảm trong các cuộc chiến đấu. Ông được lãnh đạo giao các trọng trách làm tiểu đội trưởng, đại đội trưởng và nhiều chức trách khác. Trong quá trình công tác, ông có nhiều thành tích. Quân đội nhân dân Việt Nam đã cử ông sang nước ngoài để học lớp pháo chỉ huy. Dòng thời gian cứ trôi đi, cuộc sống của ông bà thật hạnh phúc sau khi nghỉ hưu tại ngõ Liên Minh phường Quang Trung. Tại đây, ông đang sống một cuộc sống thanh nhàn với người vợ yêu quý cùng các con. Khi nghỉ hưu, ông về địa phương, ông tích cực tham gia công tác địa phương, là khu phố trưởng nhiều năm, là hội người cao tuổi, hội người cựu chiến binh của phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây. Ông là một người cựu chiến binh mẫu mực, là một người cha đức độ sống chăn hòa, và là một người hàng xóm mẫu mực, nhân ái với bà con làng xóm. Ông luôn chăm lo, chu đáo cho vợ, cho con, cho các cháu, cho anh em nội ngoại cuộc sống tốt đẹp nhất. Tuy nghỉ hưu, nhưng ông luôn luôn giữ được phẩm chất của người lính Cụ Hồ. Những lời chỉ bảo ân cần của ông đã đem lại cho các con, các cháu một cuộc sống tươi sáng. Cuộc đời sự nghiệp của ông đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và phong tặng huân chương kháng chiến hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, huân chương chiến sĩ vẻ vang anh dũng và nhiều huân chương các loại khác. Vậy mà, hỡi ơi, giông tố mịt mùng, mây đen phủ kín khôn cùng xót thương. Vào hồi 13 giờ 55 phút ngày 30 tháng 10 năm 2016, tức là ngày 30 tháng 9 năm Bính Thân, bà con lối xóm, bạn hữu đồng đội sững sờ khi nghe tin ông đã chút hơi thở cuối cùng, ra đi, bỏ lại sau lưng sự xót xa, mất mát cho người vợ hiền, các con, các cháu cùng anh em họ hàng nội ngoại, đồng chí đồng đội. Chân biến cuộc đời. Con tưởng cha chưa đến mệnh nào, đời người xem tựa giấc chiêm bao.
Cha ơi, cha đã không còn nữa, để lại cháu con phút nghẹn ngào. Nhớ cha, nhớ lại những năm xưa, như tuổi thanh xuân mới độ nào. Cha dạy chúng con cùng con cháu, tưởng chừng năm tháng chả là bao. Nhớ lại trong cha bao kỷ niệm, lúc ngồi đọc sách giọng êm êm, lúc dương tờ báo nheo đôi mắt, lúc đợi trăng lên ở trước thềm. Còn đâu tâm sự nữa cha ơi, vĩnh biệt chúng con có mấy lời. Ngót 100 năm tình huyết thống, lòng đầy thương nhớ biết bao nguôi. Từ nay con biết tìm đâu thấy, chỉ thấy hương bay nến ảnh thờ. Kể hết sau đây lời thống thiết, chân thành con viết khóc trong thơ. Kể cả những cái hôm nay tự tay mình làm ra, những cái mai sau mỗi chúng ta để lại cho đời, hoa tươi trái ngọt, cuộc sống ấm êm hạnh phúc hôm nay đều của cha ban cho con. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cha của chúng con là một người dịu hiền và đôn hậu. Tóc dáng cha mới cao đẹp làm sao. Một chặng đường dài suốt 3/4 thế kỷ đã để lại cho con cháu những niềm tự hào cao như chính núi Thái Sơn và rộng dài như chính nước nguồn vậy. Ôi thiêng liêng quá, các con về bên cha, các cháu về bên ông, bày tỏ lòng kính trọng bằng tấm lòng thương nhớ và bằng chính những gì mà các con cháu sẵn có trong lòng. Cha ơi, cha có nhớ không? Trong suốt chặng đường dài cha đã qua, chất chồng những vui buồn chăn trở. Cha vẫn thường nhắc chúng con trong những lời ru chiều hè: có cơm có áo hôm nay, đừng quên gian khổ những ngày đã qua. Cuộc đời bão táp mưa xa, hai xương một nắng cha đà thấm sâu. Chúng con xin cảm ơn cha, cha đã chịu nhiều cay đắng để có ngày nay. Chúng con được cuộc sống ấm êm, được nhiều hạnh phúc. Cha ơi, chúng con đã khôn lớn và càng thấm thía hơn vì thấy cha tóc đã bạc, chân đã chậm. Cha ơi, chúng con chẳng quên đâu những ngày đông tháng giá, một nách cả đàn con cha vất vả tảo tần, góp gom từng hạt gạo ngọn rau để nuôi con khôn lớn. Cảm ơn cha, cha đã cho chúng con thật sự thành người. Các cụ xưa thường bảo, cha sinh mẹ dưỡng. Công lao dưỡng dục của cha không sao kể xiết. Hôm nay họp mặt ở đây, chúng con quỳ bên cha, muốn tỏ bày tấm lòng biết ơn vô hạn với cha đã cho chúng con hôm nay và mai sau. Tóc bạc đi cho các con cháu xanh, tóc bạc đi vì lo nghĩ cho các cháu các con ở bốn phương trời góc biển. Cha vất vả trọn đời. Hiểu như thế, biết như vậy,
do chúng con là con người, nên hôm nay gửi bên cha, chúng con cầu mong sự tha thứ của cha cho những đứa con vì cuộc sống sinh nhai không được nâng đức cha. Đời cha đã trải qua bao nhọc nhằn vất vả để nuôi dạy chúng con, những mong cuộc sống chúng con đẹp thêm như hoa thêm nụ. Vậy mà hôm nay đây, nhớ lại, xem lại bản thân mình, chúng con thấy còn nhiều điều sai sót. Việc nhớ đến công sinh thành để lo báo đáp, đấy là việc mà chúng con từng ngày từng giờ còn khiếm khuyết. Thật xót xa và ân hận cho mỗi người con chưa đến với cha kịp thời khi cha cần. Tấm lòng trời biển của cha hãy mở lòng nhân từ tha thứ cho chúng con những lỗi lầm kia cha nhé. Cha ơi, chúng con hứa với cha rằng chúng con sẽ sống xứng đáng là người con của cha, và cha sẽ là người cha bất tử của chúng con. Cuộc đời cha thấm gió sương, để mãi mãi đậm vị hương ngọt ngào. Công này ví tựa non cao, ơn này sánh tựa vì sao trên trời. Mỗi năm một tuổi qua đi, mái đầu trắng tuyết bước đi lưng còng. Cha ơi, con tạc trong lòng, gian truân vất vả cha không xá gì. Cha ơi, cuộc đời cha hai vai gánh nặng gió sương và thời gian như đã cướp đi ta thịt của cha. Phải chăng cả bao nỗi gian nan vất vả của đời cha đã được sâu lại kết thành chuỗi cường, để đến hôm nay chúng con được lần lại từng hạt mà mới thấy hết giá trị đích thực. Cha ơi, ngày nào tóc cha còn xanh, xanh như nhánh cỏ, như nhành hoa tươi, đôi mắt cha cười rạng rỡ lòng con. Trong khó khăn gian khổ của cuộc đời mình, cha đã từng dạy chúng con bao điều, tiếp thêm cho chúng con bao nguồn sức mạnh để vượt lên mọi vất vả của đời thường. Trái tim và khối óc của cha đã dành cho chúng con, để hôm nay khi nhìn lại, chúng con mới thấy thực sự đã mất đi một phần lớn của đời mình. Các cụ xưa thường bảo, cha sinh mẹ dưỡng, công lao dưỡng dục của cha không sao kể xiết. Hôm nay họp mặt ở đây, chúng con quỳ bên cha, muốn tỏ bày tấm lòng biết ơn vô hạn với cha đã cho chúng con hôm nay. Trên mái tóc mến thương.
cha khuyên con trong những khi sai lầm thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Hôm nay, người chồng yêu quý, người cha tôn kính của các con, người ông mẫu mực, yêu thương của các cháu không còn nữa. Nhìn lên bàn thờ, ánh mắt rực sáng của ông vẫn còn da diết với người vợ yêu quý. Đặc biệt, ông còn luôn nhớ tới người con gái nơi hải ngoại xa xôi. Chúc lúc ra đi, ông chỉ nói là không chờ được con đâu, bố phải đi đây. Chia sẻ với nỗi đau của gia quyến, hàng trăm các cơ quan đoàn thể, đồng chí, đồng đội, họ hàng nội ngoại đã có mặt đầy đủ để kính viếng, động viên bà quả phụ cùng gia đình. Cha thân yêu ơi, cha có biết không, khi cha vào giấc ngủ ngàn thu, thì em nội đã về đông đủ, chỉ thiếu vắng người con trai nơi hải ngoại xa xôi. Mọi người túc trực bên cha, cùng linh hồn bất diệt của cha đã cảm tạ các tấm lòng của bà con lối xóm, của bạn hữu xa gần đến thắp nhang và tiễn đưa cha. Cha ra đi để lại tấm gương đức độ hiền từ luôn soi rõ cho các con, các cháu trên các đường đời. Công lao của cha, của mẹ, chúng con xin tạc ả ghi lòng. Chúng con xin ngàn lạy, vạn lạy, cầu mong cha được về Tây Phương Cực Lạc.
bỗng một ngày cha tôi lìa xa tôi, bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, sao bỏ con? Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi giọng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha sâu mặt người. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru sương, nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha thật rồi, cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Thank you.
và nhà. Chẳng nay ai còn mẹ còn cha, đó là niềm hạnh phúc lớn lao. Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bởi bao tháng ngày
cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi giọng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con. Thank you.
cụ, các ông, các bà, nội ngoại gần xa, thân bằng hữu hình. Được tin cụ Vũ Xuân Chiêm từ trần, chúng tôi hội hưu trí sau quả xuất khẩu sân bay đến đây có vòng hoa tươi, có nén nhang thơm, có sổ sầu và có tất cả tấm lòng tiếc thương vô hạn của tiếng đưa cụ về cõi vĩnh hằng. Xin chia buồn sâu sắc cùng gia đình tham viếng. Trong chiến tranh, cụ tham gia quân đội chống Mỹ cứu nước. Khi hoàn thành nhiệm vụ, cụ được chuyển sang làm công tác kinh tế. Tại đây, cụ vẫn giữ nguyên phẩm chất của anh bộ đội cụ Hồ. Cụ luôn hoàn thành nhiệm vụ và được cấp trên quý niệm. Đồng đội quý mến, bạn bè gần gũi thân thiện. Khi được nghỉ hưu, cụ tham gia vào ban liên lạc hưu trí của xí nghiệp. Mặc dù tổ chức hưu trí cho anh chị em tự thành lập, nhưng ngày càng lớn mạnh, lớp em trước, lớp em sau. Có 13 hội viên từ năm 2009 đến nay đã có 120 hội viên. Trong tương lai còn đông hơn nữa. Gần đây do điều kiện sức khỏe, cụ xin nghỉ ban liên lạc, cụ vẫn tham gia hội viên của hội. Khi lâm bệnh, cụ được vợ, con, cháu chăm sóc tận tình nhưng tuổi cao sức yếu. Cụ đã từ trần hồi 14 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2016. Tức ngày 30 tháng 9 năm Bính Thân, hưởng thọ 85 tuổi. Cụ mất đi, gia đình mất người chồng, người cha, người ông vô cùng quý mến. Hội hưu trí chúng tôi mất một cán bộ hội viên gương mẫu tích cực. Kính thưa quang linh của Vũ Xuân Chiêm, lúc này đây đang đứng trước linh sàng của cụ. Lần kiến biệt với cụ này, chúng tôi xin hứa sẽ xây dựng hội vững mạnh và duy trì truyền thống đoàn kết năm xưa. Xin cụ nhận ở chúng tôi phút mặc niệm để tiến đưa cụ về cõi vĩnh hằng. Xin cầu chúc vong linh cụ được siêu sinh tịnh độ. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.